Quý vị và bạn thân mến, sinh năm 1984 ở thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, bí thư chi bộ trẻ Mông Văn Sư không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, mà anh còn phát huy vai trò của đảng viên, trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và xã hội. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bí thư chi bộ trẻ này qua phóng sự sau đây. Ngay từ lúc còn trẻ với sự nhanh nhẹn hoạt bát, anh Mông Văn Sư đã được tín nhiệm bầu làm bí thư tri đoàn thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận thôn. Đến năm 2016, anh được bầu làm trưởng thôn và đến năm 2020 được đảng viên thôn Bến Muỗm bầu làm bí thư tri bộ thôn. Ở cương vị nào, anh cũng luôn nhiệt tình trách nhiệm gương mẫu đi đầu để các đảng viên và người dân noi theo. Đồng chí Mông Văn Sư là một cái bí thư tri bộ trẻ, nhiệt tình, năng động, và là cái tấm gương tiêu biểu về cái phát triển kinh tế hộ gia đình. Mặc dù trong những năm qua thì gia đình đồng chí trước đây rất là khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Thế tuy nhiên sau khi được ngân hàng chính sách và cái ngân hàng nông nghiệp cho vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình thì đồng chí cũng đã có được cái nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ và đến nay thì gia đình kinh tế phát triển rất là tốt. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, anh Mông Văn Sư đã thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế gia đình. Qua nhiều lần thử nghiệm với các loại cây trồng, vật nuôi khác nhau nhưng hiệu quả không cao. Năm 2015 anh đầu tư chăn nuôi lợn. Đến cuối năm 2019, anh Sư không những trả được hết nợ mà còn có tiền làm được ngôi nhà sàn khang trang. Không chỉ tập trung vào nuôi lợn, anh Sư còn học hỏi và đầu tư nuôi thêm gà Hiện nay gia đình anh luôn duy trì 100 con lợn và 3.000 con gà. Mỗi năm xuất chuồng hai lứa lợn với 20 tấn thịt hơi, thu về sấp xỉ 2 tỷ đồng. Bản thân tôi thì cũng nói chung là cũng một người nông dân, nói chung là cũng đất đai rồi nhà cửa cũng không phải là đất cũng không có nhiều nhưng mà để mà phát triển kinh tế thì cũng phải cố gắng và để lúc cũng đi ra ngoài được tham khảo các cái mô hình của các hộ chăn nuôi khác xong là mình cũng đúc kết lại về mình cũng áp dụng vào. Mới đầu thì cũng phát triển nhỏ lẻ thôi nhưng mà qua quá trình thấy mình làm phát triển nó cũng được cái kết quả. Do vậy là mới mở rộng thêm chuồng trại để mình chăn nuôi và qua đó thì cũng nhân rộng thêm tức là cũng tuyên truyền đến các đồng chí đảng viên rồi là anh em bạn bè cũng cùng nhau phát triển. Nhận thấy cách làm kinh tế của bí thư tri bộ Mông Văn Sư mang lại hiệu quả, rất nhiều người dân quanh vùng đã học hỏi làm theo. Hiện có khoảng 30 đến 40 hộ gia đình đã đến học tập kinh nghiệm chăn nuôi từ mô hình của gia đình anh Sư. Bản thân anh cũng không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn bà con cùng làm. Ở lúc ban đầu mà làm đến bây giờ đồng chí bí thư tri bộ cũng là rất là có nhiều cái cố gắng cả thứ nhất về cái công tác là chăn nuôi phát triển kinh tế của hộ gia đình. Hai nếu về công tác đồng chí cũng là rất là là hoàn thành về các nội dung và các chương trình cái chỉ tiêu của các chuyên gia xuống và họp thôn đối với bà con quần chúng thì cũng rất triển khai cái mô hình để chăn nuôi phát triển kinh tế thì cũng rất được nhiều dân tức là là đồng tình kinh tế ổn định cuộc sống gia đình hạnh phúc là động lực to lớn để anh Mông Văn Sư tận tụy hết lòng với công việc xây dựng chi bộ và các phong trào hoạt động của thôn ngày càng vững mạnh đi lên. Trong phát triển kinh tế, anh là một trong những tấm gương tiêu biểu của xã Vĩnh Lạc. Mô hình phát triển kinh tế của anh được Đảng ủy xã chọn đăng ký là mô hình dân vận khéo, là công trình chào mừng 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên.